Go và các bạn giúp đỡ người già, người tàn tật. Mẹ ơi, mẹ nhìn con mày. Ba ơi, để cháu nhiều bà nha. Ồ, ba cảm ơn cháu. Ba ngồi đây nghỉ cho khỏe cho bà. Cháu trai ngoan quá. Cháu tên là gì? Dạ, cháu tên là Bingo. Bingo biết giúp đỡ người già, cháu rất là ngoan. Dạ. Các bạn ơi, cái nóng đã ra ngoài đường kia. Nhưng ông có vẻ yếu đó các bạn. Ôi, có chừng ông ngã. Tụi mình dứt ăn qua đường đi. Ông ơi, để tụi cháu dứt ăn qua đường nha. Ô, cảm ơn các cháu. Ơ, ông không nhìn thấy đường ạ? Đúng rồi các cháu ạ. Ông già yếu rồi, mắt ông không nhìn thấy đường nữa. Ông ơi, ông về ăn cà rốt nhiều vào nha. Trong cà rốt có vitamin A, giúp sáng mắt tí ông ạ. Mẹ cháu hay bảo thế. Ông sẽ nghe lời dặn của các cháu. Các cháu cũng nhớ ăn cà rốt nhiều vào nhé. Đừng để mắt kém như ông, nghe không? Dạ. Giờ ông phải đi đây. Cảm ơn các cháu nhé. Dạ, chúng cháu chào ạ. Ăn cà rốt trong sáng hả Bingo? Đúng rồi, trong cà rốt có nhiều vitamin, rất tốt cho mặt. Mẹ tớ hay dặn vậy đấy. Vậy mà tớ không biết. Trước giờ ăn cà rốt tớ thằng nghèo à. Nếu bạn không ăn được cà rốt, bạn có thể uống nước ép cà rốt cũng được mà. À, mẹ tớ hay làm nước ép cà rốt cho tớ, ngon lắm luôn. Tớ sẽ nói mẹ là nước ép cà rốt cho tớ uống ngay chiều nay. Sáng nay tớ cũng sẽ thử uống nước ép ăn cà rốt. Nhấn nút đăng ký và bấm chuông để xem được những video mới nhất của Bingo.